Tôi không thể, nó quá khó với tôi. Saya tidak bisa, itu terlalu sulit bagi saya. Người yêu của bạn đến từ đâu? Dari mana kekasihmu berasal? Indonesia. Chơi bọn này hơi nhắc nhở. Người yêu của bạn đến từ đâu? Indonesia. Nhưng cái vấn đề là nó còn không chạy. Tại sao bạn không học? Đi ujung. Di ujung. Ma à, mi đây rồi. Tôi sẽ học nó. Saya akan mempelajarinya. Không cần sự giúp đỡ. Tidak perlu bantuan. Dia kayak gitu emang orangnya, guys. Nanti tidak minta bantuan. Tôi sẽ tự học nó. Saya akan mempelajarinya sendiri. Tôi hứa sẽ hát cho bạn và mọi người nghe. Saya berjanji untuk bernyanyi untuk Anda dan semua orang. Oke. Oke. Có cần mua nhẫn không? Bây giờ mình tặng vào lớn nữa. Dạ, bây giờ chúng tôi mới tìm kiếm cái gì chăm kemarin mau nghe đầu tiên jadi gak bisa banget. Pertama, yang kedua mau buang. Có cần mua nhẫn không? Apakah Anda perlu membeli cincin?